Nóng, nam diễn viên từng nổi tiếng vì tai nạn tại Tây Ban Nha lại được fan cứng chụp ảnh trên giường rồi đăng story check-in. Cũng là chụp ảnh cùng idol nhưng mà nó lạ lắm. Trước bé xem phim chỉ thích mỗi anh vì đẹp dai, gặp ngoài vừa đẹp dai lại còn tình cảm. Hết cảnh đóng rồi anh vẫn chưa dậy, review diễn viên Hồng Đăng Tí. À thế à? Không hiểu sao ngủ ô vẫn đẹp dai thế không biết, anh đặc biệt thơm ngon, trước xem phim kết anh lắm, ai ngờ được diễn cùng anh luôn. Trời ơi, biết chưa? Hồng Đăng chuyến này đi hơi xa, giờ biết nói sao với nóc nhà, hầu thơm hương vị của biển cả, vẫn đen đeo bám chẳng buông tha. Báo thì hất cùn, đập đớ livestream cho công an tới bắt, hầu thì đăng story cho cả nước biết được diễn phim cùng người nổi tiếng. Hiểu kiểu gì? Tối quá nên tao vừa làm sáng xem cho rõ. Có chàng diễn viên thạo nghề, thề yêu thương vợ suốt đời không thôi, vậy mà bồ bịch lôi thôi, để gái nó chụp, anh ơi xong rồi. Nóng, tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung, Trang Nemo xin lỗi bị hại mong được tha thứ. Mới nhìn mông thôi cũng thấy thương. À đầu. Hỏi khí không phải chứ nhìn cái viền thế này thì có phải là lọt khe không ạ? What the hell? Mông này nếu lỡ ngồi vào cái ghế có đinh vít bị xì silicon ra thì có được shop nó bảo hành không các chị? Nani? Không hiểu trông thế này mà vẫn có ông bảo ngon được. Tôi liếm màn hình nãy giờ có thấy vị gì đâu. What? Sài Gòn hoa lệ, hoa cho người giàu, lệ cho Trang Nemo. Xin lỗi vậy mới đúng nè Trang Nemo. Kiểu ơi, mình xin lỗi, mình xin lỗi, được chưa? Kiểu vậy được, chịu thôi, tôi xin lỗi mấy gà, chịu thôi. Ừ, vậy đó, chịu thôi. À thế à? Diễn không khéo kẻo tụt quần người ta, rồi tòa xử thêm tội làm nhục người khác. Quá chuẩn luôn. Vòng ba mẩy thế nhỉ, nhìn căm đét, nhìn cặp mông đã thấy thương rồi, tuyên bố Trang Nemo vô tội. Lại mông đi qua, lại bà tha tội. Thấy tội Trang Nemo quá. Mặc dù vội ra hầu tòa mà em Trang Nemo vẫn không quên đội mông. Cho nên nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chị bỏ khẩu trang ra rồi nè, khỏi giựt nha. Hai chị em hắc bạch vô thường, bỏ ra bạn ơi. Bạn Huyền 2K4 thắc mắc, em thấy mấy chị sinh con xong là đều nằm sưởi than như này, tác dụng là gì vậy ạ? Đẻ xong bụng còn nhiều mỡ quá nên nướng qua than cho chảy mỡ thừa để bụng gọn lại thôi. Hả? Bạn thấy thịt mình nấu lên nó bị teo lại không? Để ngậm mồm lại chứ làm gì? Xe kít thanh xuân, làm hồng tuổi trẻ. Wow. Gần năm không được nằm sấp thì nằm thôi, thắc mắc gì mà thắc mắc. Nằm được khoảng 1 tiếng thì nhanh trí quét qua chút mật ong cho đẹp màu. Ôi trời ơi. 2K4 là đẻ được gọi đó bà, đẻ đi là biết à. Bữa tao nghe ai nói là nằm như vậy là nướng sò lông thì phải. Bị hỏi chuyện trường đại học nghỉ sâu, Hiền Hồ trả lời, rồi có sao đâu em. Chị nói thiếu, có sao đâu em, chị không sống bằng nghề đi diễn. Không sao chị ở, bị hủy thì ra ngoài Hà Nội đi, chỗ Trần Duy Hưng thoải mái diễn. Quá chuẩn luôn.
xã hội lên án cái xấu, dẹp bỏ hết tư tưởng giật chồng, đi phá hoại gia đình của người khác thì chúng nó vào bảo, đừng ép người ta vào đường cùng, cùng cái thằng bo nhà chúng bó, bo to sư mấy con đạo đức giả. Chưa chẽn 10 phần thì mấy đứa bênh cũng được 9 phần. Lúc có linh thì cả nước săn, có sâu thì ai cũng từ chối. Hiểu kiểu gì? Thì không sao là đúng rồi, sao mọi người chửi ghê gì? Hiền hồ có đi hát kiếm tiền đâu, khổ thế, người ta là dân buôn bán cơ mà, bốn làn, hâm mộ ghê. Oh my god! Đi Đà Lạt không? Khi nào đi? Bây giờ luôn. Có những ai đi? Chỉ hai đứa ta, mẹ mày cho không? Không, mẹ mày thì sao? Cũng không luôn. What the hell? Ở một diễn biến khác, kể có tiền thì tôi với bạn đi Đà Lạt. Hai vợ chồng lại đi à? Không, tôi định đặt để tôi với bạn đi. Thôi, tôi có tiền đâu mà bi bu. Ừ, tôi biết bạn không có tiền mà. Vậy thôi đi Đà Lạt này đi. Đà Lạt Hotel có phòng đôi, phục vụ 24/24. Ui sợ quá phải ban nó thôi. Đàn ông không bao giờ quên cách mà người phụ nữ đối xử với mình trong giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời. Lúc khó khăn thì tôi thường vỗ mông và cô ấy biết đổi thế. Wow. Chắc tao trước giờ chưa đủ may mắn, ngẫm lại thời gian khó khăn toàn các em người yêu cũ thi nhau cắm sừng tao. Không bên anh lúc khó khăn thì cũng đừng mong được kề vai anh lúc anh báo nợ. Là không được quên việc mình bị cắm sừng ý hở. Thật khó để có thể quên đi người nợ tiền mình. Đợi anh thành công thì tôi cũng thành quả, trích 1977 vlog. Ôi trời ơi. Giàu đổi bạc, sang đổi vợ. Nói nghiêm túc, đéo đùa đâu. Nhiều cổ động viên Qatar lên tiếng an ủi huấn luyện viên, đừng buồn vì thua trận khai mạc World Cup. Bởi ngày xưa gặp U23 Việt Nam cũng có thắng được đâu. Qatar thua trận đầu chỉ để chứng minh mình trong sạch thôi mà. Liều nhất đêm nay, thanh niên Ecuador làm động tác đếm tiền chiêu ngươi các anh Ả Rập. Thanh niên này không thích đi máy bay, thích đi mây về gió. Ecuador là đội yếu nhưng mà là yếu ở Nam Mỹ, suốt ngày đá với Brazil, với Argentina thì Qatar lấy đâu ra trình. Trường hợp tử vong đầu tiên ở World Cup được ghi nhận. Like, đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào từ kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.